Anh có thấy em đẹp không? Đẹp, đẹp. Vậy là anh nói dối. Đừng sợ, phải cười như này này. Không vui à? Anh nói xong chưa? Không rồi hả? Vào ngủ đi. Ngủ đi. Em bảo chị phải ngủ đi. Người là ai? Ta chính là nhân cách thứ hai của người. Ta được hình thành và dần trở nên mạnh mẽ sau những lần bị hành hạ. Ta đang giúp ngươi giải quyết vấn đề rồi. Tận hưởng đi.